Chỉ mới vài ngày trước thôi, hình ảnh này đã gây sốt trên mạng xã hội toàn cầu. Đó là khoảnh khắc Messi ăn mừng bàn thắng đầu tiên của mình kể từ khi anh khoác áo của Paris Saint-Germain. Càng đặc biệt hơn khi đó là một siêu phẩm tại đấu trường Champions League. Pha lập công của Messi cũng được bình chọn là bàn thắng đẹp nhất trận lượt thứ hai vòng bảng. Không chỉ ấn định chiến thắng cho PSG, siêu phẩm đó còn như một chiếc chìa khóa cởi bỏ hàng tấn áp lực đè lên đôi chân lẫn tinh thần của El Pulga trong suốt thời gian trước đó. Cổ động viên của gã nhà giàu nước Pháp lẫn fan của Messi hẳn đều đã kỳ vọng rằng sau trận thắng Man City đó, M30 sẽ tỏa sáng và bùng nổ hơn nữa trong màu áo của PSG. Nhưng kỳ vọng của người hâm mộ vừa mới nhen nhóm đã bị đặt thêm một dấu chấm hỏi. Bởi Messi, ngoài xếp 1 là con cá mập, nhưng khi về tại ao làng nước Pháp thì El Pulga lại tỏ ra kém may mắn. Trong trận đấu vòng 9 vừa qua tại Ligue 1, PSG đã ngã ngựa một cách đầy bất ngờ trước đội bóng xếp hạng thứ 9, Rennes với tỷ số 2-0. Khách quan mà nhận định, các học trò của huấn luyện viên Pochettino kiểm soát thế trận và chơi áp đảo đối thủ trong phần lớn. Thế nhưng, Rennes đã thành công với lối chơi phòng ngự phản công. Với hai bàn thắng, Rennes đã giữ 3 điểm ở lại sân nhà. Một cơn chấn địa tại nước Pháp, bởi dù phải đi làm khách nhưng huấn luyện viên Pochettino vẫn tung ra đội hình cực mạnh với bộ tứ nguyên tử Messi, Neymar, Mbappe và Di Maria. Và đây thì cũng là trận thua đầu tiên của PSG tại Ligue 1 mùa này. Sau trận đấu, huấn luyện viên Pochettino chia sẻ, Rennes đã ghi bàn mở tỷ số và điều đó tác động rất lớn đến tinh thần thi đấu của họ. Tôi không muốn thua và có chút tức giận về kết quả của trận đấu, để bị dẫn trước hay không khi mà chúng tôi là đội chơi tốt hơn ở trước đó. Chúng tôi rất thất vọng vì đã không hoàn thành được mục tiêu của cả đội. Việc mất điểm ở trận này thì không ảnh hưởng đến vị trí của gã nhà giàu nước Pháp trên bảng xếp hạng. PSG vẫn cách đội xếp thứ hai tận 6 điểm nên đương kim Á quân cũng chẳng phải bận tâm quá nhiều. Tuy vậy thì người hâm mộ vẫn có những tiếc nuối khi PSG thua trận, đặc biệt là việc Messi chưa thể có bàn thắng tại Ligue 1. Trên thực tế thì El Pulga chơi không hề tệ, nếu chưa muốn nói là cực hay tại trận đấu hôm qua. Trên trang Uscore, siêu sao người Argentina là cầu thủ được chấm điểm cao nhất trong đội hình của PSG. Trong vai trò của một số 10, Messi hoàn thành tốt nhiệm vụ. Anh giúp đội bóng thủ đô nắm quyền kiểm soát thế trận bằng tỷ lệ truyền dài chính xác 100% cùng 4 đường truyền mở ra cơ hội ngon ăn. Đáng tiếc khi hai người em tuyến trên là Mbappe và Neymar không thể cụ thể hóa thành bàn thắng. Nhất là pha chọc khe của Messi đã đặt Mbappe vào tư thế đối mặt với thủ môn bên phía đối phương. Nhưng cậu bé vàng nước Pháp lại học tập Bruno Fernandes của MU khi sút bóng lên khán đài. Bản thân Messi cũng có cơ hội để điền tên vào bảng tỷ số. Anh có hai cú sút phạt nguy hiểm về phía khung thành của Rennes. Thế nhưng khá đen cho El Pulga khi chúng chỉ trôi qua đầy tiếc nuối. Hai pha sút phạt hàng rào cực kỳ kỹ nghệ đánh bại thủ môn đối phương, nhưng đường bóng như muốn trêu người Messi khi quyết không bay vào lưới. Trong đó thì có một tình huống còn chạm vào xà ngang, quá nhỏ cho siêu sao 34 tuổi. Thống kê sau trận, PSG tung ra tận 13 pha dứt điểm nhưng không một lần đi trúng đích. Theo Opta, đây là thành tích tệ nhất của đội bóng kể từ mùa 2006-2007. Vậy là sau 3 lần ra sân tại Ligue 1, Lionel Messi vẫn chưa thể có bàn thắng cho riêng mình, dù bản thân anh chơi rất hay. Còn nhớ ở vòng đấu thứ 7 khi lần đầu tiên Messi chào sân công viên các hoàng tử, anh đã có tới 48 đường truyền đạt tỷ lệ chính xác 83%. Bên cạnh đó là 4 cú sút về phía khung thành đối phương. Nhưng vận đèn cũng ám vào M30 khi không có tình huống nào thành công. Một trong số đó lại chạm vào xà ngang khung thành. Có thể thấy thì Messi không gặp may tại giải quốc gia nước Pháp khi bàn thắng lẫn kiến tạo đều là một con số không chuẩn chính. Thế nhưng lạc quan mà nói, El Pulga đã dần có sự hòa nhập khá tốt tại đội bóng mới. Anh và hai siêu sao là Mbappe và Neymar đã có mối liên kết nhất định trên sân và Messi đã dần tạo ảnh hưởng của mình lên lối chơi ở PSG. Như tờ Le Quin nhận định, sự ảnh hưởng của Messi đang bắt đầu phát huy hiệu quả. Một khi siêu sao này hòa nhập và có tiếng nói trọng lượng trong phòng thay đồ của PSG cũng sẽ giúp thuyết phục tiền đạo Mbappe gắn bó lâu dài hơn với đội bóng. Hình ảnh Mbappe rất nỗ lực thi đấu đồng đội hơn và hạnh phúc hơn khi kiến tạo bàn thắng cho Messi, cũng như thật vui vẻ với Neymar dù trước đó có vài lời bình luận không hay, cho thấy ngôi sao này đang dần có sự gắn kết với hai đàn anh của mình. Hơn nữa thì đây chưa phải là chuỗi trận tịt ngòi dài nhất của siêu sao 6 quả bóng vàng. Mùa giải 2017-2018 thì từng có chuỗi 6 trận hạn hán bàn thắng. Trong quãng thời gian tịt ngòi gần đây của Messi thì có 5 trận khoác áo Barcelona. Trận còn lại là khi anh thi đấu cho đội tuyển Argentina đá giao hữu với Nga. Thế nhưng vào cuối mùa giải thì Lionel Messi vẫn trở thành vua phá lưới La Liga với 34 bàn thắng. Vì vậy thì dù chưa gặp may tại Ligue 1, nhưng Messi vẫn là nhân tố quan trọng của đoàn quân Pochettino. Với lại, thật ra thì PSG cũng chẳng cần El Pulga tỏa sáng ở giải đấu quốc nội, nơi mà gã nhà giàu nước Pháp gần như đã thống trị trong nhiều năm qua, nơi mà giới thượng tầng lẫn người hâm mộ cần anh bùng nổ không đâu khác ngoài Champions League. Vì thế, dù Messi có là cá con ở nhà, nhưng cứ ra đường C1 hóa cá mập là ok là.
Hơn nữa, Nashi không hề cô đơn khi anh không phải là người duy nhất bùng nổ ở châu Âu nhưng tìm ngòi ở giải quốc nội. Harry Kane trong trận đấu với Aston Villa trong khuôn khổ vòng 7 ngoại hạng Anh vẫn chưa thể có bàn thắng tại mùa giải năm nay. 6 trận đấu, không bàn thắng và không kiến tạo. Tiền đạo người Anh hẳn đang khiến người hâm mộ thất vọng khi anh là người nắm giữ danh hiệu chiếc giày vàng lẫn vua kiến tạo tại Premier League. Nhưng ở đấu trường châu Âu, chân sút 28 tuổi lại bộc lộ bản năng săn bàn cực khủng của mình. Cả hai trận thi đấu tại Europa Corporation Cup hay nôm na là Cúp C3, Harry Kane đều điền tên lên bảng tỷ số. Thậm chí thì trong trận gặp Mura ở vòng 2, dù ra sân từ băng ghế dự bị, chân sút người Anh đã lập một cú hat-trick chỉ trong vòng 20 phút, góp công giúp cho Tottenham giành chiến thắng với tỷ số 5-1. Theo thống kê của Opta thì Harry Kane đã lập kỷ lục trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá ghi hat-trick ở Champions League, Europa League và Conference League. Điều mà ngay cả siêu sao là Ronaldo và Messi cũng không làm được. Ngoài ra thì Harry Kane là cầu thủ thứ 3 lập hat-trick ở 3 giải đấu khác nhau do Liên đoàn bóng đá châu Âu tổ chức, sau hai tiền bối là Jupp Heynckes và Gerd Müller. Hổ báo ở trường châu Âu là thế, nhưng như đã đề cập, giải quốc nội vẫn chưa là mảnh đất lành dành cho khả năng săn bàn của Harry Kane, một tín hiệu đáng lo lắng dành cho các cổ động viên của cả trống trăng. Và có lẽ chỉ một chút thôi, cần nhớ rằng Harry Kane đã ghi 166 bàn thắng ở Premier League, nhưng chỉ 5 bàn trong số đó đến từ tháng đầu tiên của mùa giải. Hai mùa đầu tiên khoác áo ở Tottenham, chân sút người Anh không ghi bàn cho đến cuối tháng 9. Chưa kể thì những đóng góp của Kane trong lối chơi của Tottenham không hề giảm sút, với 38 lần chạm bóng trên một trận, phù hợp với con số 39 lần trên một trận của các mùa bóng trước. Hơn nữa thì huấn luyện viên Nuno Santo vẫn đang loay hoay tìm cách đưa ra hệ thống tốt nhất cho Tottenham. Còn nhớ những người tiền nhiệm đã sử dụng Kane với những vị trí khác nhau. Pochettino cho rằng Kane chơi tốt nhất khi được đá cao nhất, cũng như là người đầu tiên làm nhiệm vụ pressing trên phần sân của đối phương. Còn Mourinho lại xếp anh đá thấp hơn nhằm tận dụng khả năng chuyền bóng, giữ bóng và nhãn quan chiến thuật của anh. Cũng vì thế thì cần có cái nhìn thông cảm hơn cho Harry Kane lẫn Messi trong việc tìm ngòi tại các giải đấu quốc nội. Cả Epunga lẫn đội trưởng của Tottenham đều là những siêu sao hàng đầu thế giới. Việc làm nên sự khác biệt giữa siêu sao và phần còn lại là họ biết cách tỏa sáng đúng lúc. Tại những trận cầu lớn thì đó cũng là thứ mà người hâm mộ muốn thấy ở Lionel Messi và Harry Kane. Nên trong trường hợp này, ra đường là cá mập, về nhà cứ là cá con cũng chẳng sao, đúng không nào?